Em chào cả nhà nhé. Em xin tự giới thiệu, em là Thúy, chuyên cung cấp các mặt hàng hoa phong lan tại thành phố Nam Định ạ. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ vừa lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Đơn hàng ở bên nhà em thì đều không bao ship nhé, phí ship đồng giá là 40.000 một đơn hàng ạ. Sau đây thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng cái sản phẩm một nhé. Siêu phẩm mít xếp đồng xu cho các bác nhé. Hàng châu Thái và sổ số này. Một cây như thế này em bán với giá là 150.000, chưa bao gồm phí ship nhé. Đây, trung bình một cây này thì nó cứ dao động khoảng tầm 3 cặp lá rưỡi đến 4 cặp lá rưỡi một cây nhé. Đây mọi người nhìn này, lá mít nhá, tròn xoe luôn này, bản lá dày tròn nhá. Vì nó là cái hàng cây hàng giống cho nên là bây giờ hiện tại cái cây ở nhà em nhá, chiều dài một lá thì nó cứ dao động khoảng tầm 7 cm nhá, 5 đến 7 cm là chiều dài một lá. Còn cái khoảng cách giữa hai cái đầu lá này này thì nó cứ xấp xỉ khoảng 10 đến 13 cm nha các bác nhá. Đây, đấy, khoảng cách giữa hai đầu lá nhá, xấp xỉ là 10 đến 13 cm. Còn cái chiều dài một lá này, em đo thực tế luôn nhá, chiều dài một lá nó cứ dao động khoảng tầm 5 đến 7 cm nhá. Cái hàng này về thì mọi người tách ra mọi người ghép lũ cũng được này, mà sang chậu cũng được nhá. Đây các bác nhìn này, cái rễ này, nó ra này, chứng tỏ là cây nó rất là khỏe nhá. Đó. Đẹp thế nhở. Hàng này em bao lỗi lá cho các bác nhé. Bao đẹp, bao lỗi lá này. Mít xếp đồng xu nhá. Đây mọi người nhìn này. Trung bình một cây thì nó cứ dao động khoảng tầm 3 cặp lá rưỡi đến 4 cặp lá rưỡi một cây nhá cả nhà nhá. Đó. Mít đồng xu. Châu Thái thì nó có nhiều màu cho các bác nhá. Đỏ đốm này, trắng tím này, sắc pháo này, hồng cánh sen này, cam lửa này, vàng này. Nói chung là rất là nhiều màu, toàn là màu đẹp thôi ạ. Châu Thái hoa tết này, cái dòng hoa sổ số. Đây, cái hàng này thì em bán đồng giá là 500.000 một cây nhá cả nhà nhá. Hàng lá xếp đẹp luôn, mướt mượt mượt luôn nhá. Cái này nó là cái hàng thuần bước sang năm thứ 5 này cả nhà này. Trung bình một cây này thì nó cứ dao động khoảng tầm 5 cặp lá rưỡi đổ lên ạ. Hàng thực tế tại vườn luôn nhá các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn, xanh mướt luôn này. Hàng hoa sổ số nhá mọi người nhá. Cái dòng này nó là hàng hoa sổ số này. Đây này, em zoom kỹ vào cái cuống hoa cũ cho mọi người nhìn nhá. Đây này, cuống hoa cũ này. Cuống hoa cũ nhá. Tầm này là cái rễ sữa nó cũng đang phát triển rất là mạnh rồi. Đây mọi người nhìn này. Có 500.000 một em thôi. Cái hàng này về mọi người treo lên, làm móc mọi người treo lên chơi luôn được. Hoặc là các bác tách ra mọi người ghép vào lũa cũng được nhá. Đây này, mọi người để ý bên trong nó còn một cái chậu nhựa nhá. Thì các bác tách cái này ra, giữ nguyên cái chậu nhựa này, mọi người ốp vào cái giá thể gỗ lũa nhá, để tránh trường hợp nó đứt rễ, nó trột cây ấy ạ. Là thuần lại từ đầu rất là mất thời gian luôn nhá. Hàng đẹp xuất sắc luôn nhá các bác nhá. Đây. Còn bên này nữa này. Đó. Năm trăm nghìn một cây, to đẹp luôn nhá. Hà
hải yến hoa hè nhé cả nhà nhé. Hàng đang có nụ này. Một cây hải yến như này em bán với giá là 130.000 chưa có phí ship. Và em ship từ 2 cây trở lên ạ. Đây hải yến nó là một cái dòng cây cho hoa chỉ thiên này. Mặt hoa thực tế luôn nhé cả nhà nhé. Cái bông hoa này là nó sắp tàn rồi. Sắp tàn rồi. Mà nhìn nó còn đẹp cái này này. Cái bông hoa nó mới nở nhá cả nhà nhá, mới nở này. Nó cực kỳ là đẹp luôn. Một cái dòng hoa rất là phù hợp với cái thời tiết mùa hè nhá. Mùa hè nhìn cái màu hoa này nó rất là mát mắt dễ chịu này. Đây. Cây nhỏ nhá nhưng mà cái vòi hoa của nó cũng tương đối là dày ấy ạ, tương đối là dày. 100% hàng đang có nụ nhá các bác nhá. Đây này. Đó, nụ này. Cái hàng này thì nó là cái hàng thuần rồi, hàng dễ gió, hàng thuần rồi. Cho nên là về mọi người treo lên như thế này cũng được. Treo lên như thế này mọi người chơi cũng được nhá. Hoặc là các bác sang chậu. Sang chậu thì thường thường là một cái chậu to ấy, người ta sẽ ghép khoảng tầm 3 đến 5 cây hải yến này nhá. Để nó ra một cái giỏ hoa nó đầy đặn. Đây, cái bông hoa nó nở tại nhà em này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. 130k một em nhá các bác nhá. Phi điệp hoa sổ số cả nhà nhá. Đây, cái dòng này mọi người mua về quay sổ số biết đâu lại trúng ngay có 5 cành trắng nhá. Một bảng phi điệp như thế này em bán với giá là 130.000, chưa có phí ship. Đặc biệt khi mà mọi người mua từ hai bảng đổ lên thì giá chỉ còn là 250.000 nhá. 250.000 hai bảng ạ. Đây. Cực kỳ là nhiều ngọn luôn này. Đây, đây có sẵn một bông này. Đây ở đây em có một bông bói này, bẹt nhá. Con này con bẹt này. Lưu ý với mọi người là cái lô hàng này của nhà em nó cực kỳ nhiều bẹt nhá. Rất là nhiều bẹt luôn. Có 130.000 một em thôi ạ. Quá rẻ luôn nhá. Mà khi mà mọi người mua hai bảng trở lên ạ thì là giá là 250.000. Đây, một bảng như thế này nhá. Tương đối là dày ngọn đấy ạ. Đây là những cái bảng mà nó ngọn nó ngắn nó nhỏ này này thì là nó nhiều ngọn nhá. Còn nhà em có những cái bảng mà ngọn nó dài. Đây em tìm những cái bảng ngọn dài này. Nhưng cái bảng này này, ngọn nó dài này thì nó sẽ ít ngọn hơn một chút nhá. Đó. Cái này thì phụ thuộc vào sở thích của từng người. Đây, những cái bảng ngọn dài này thì một bảng nó chỉ khoảng tầm 4 đến 5 ngọn thôi ạ. Đồng giá bằng nhau hết nha mọi người nhá. Đó. Hôm nay em về được ít cái trầm rồng đỏ một thân và hai thân nhá. Đó. Cái hàng này thì em vẫn giữ nguyên cái giá cũ 250.000 một chậu một thân. Chậu hai thân là 450.000, nghĩa là mọi người mua chậu hai thân cực kỳ lợi luôn. Rẻ được hẳn 50.000 một chậu nhá. Đặc biệt là cái lô hàng lần này này, mọi người nhìn thấy gì không? Mầm gốc nó lên rất là nhiều nhá. Đây. Trầm rồng đỏ hoa Tết nha các bác nhá. Cái dòng này nó rất là sai hoa, thơm và bền. Đây mặt hoa của nó này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Hoa gần như là phun từ gốc đến ngọn này. Cái dòng này của nhà em nó là cái dòng thân thủ lá mít nhá. Đây. Đây này các bác mua nhìn này. Đó, mọi người mua những cái chậu này rất là lợi luôn. Mầm gốc nhá. Đây này. 100% cái chậu nào nó cũng đang lên hết mầm gốc rồi. Một thân là em bán là 250.000. Chậu hai thân là 450.000 nhá. Đặc biệt có những cái chậu nó đang lên những cái thân mà nó từ 20 cm đổ lên ạ. Đây ví dụ như cái chậu này nhá. Thì đối với những cái thân mà nó từ 20 cm đổ lên này này thì là em tính tiền là 100.000 nhá. Em tính tiền là 100.000 một thân này, cứ từ 20 cm đổ lên. Đây ví dụ như cái chậu này nó là một thân to và một cái thân nó trồi lên này. Và trên 20 cm rồi thì cái chậu này nó có giá là 350.000 nhá. Kèm theo này, hai cái mầm gốc đang lên này. Ba cái mầm gốc đang lên luôn ạ. Đây này, mầm gốc bên này này. Cái hàng này nó là cái hàng ươm ki, hàng thuần năm thứ ba, cho nên là mọi người chăm sóc nó cực kỳ đơn giản. Về mọi người sang chậu. Sang chậu thì ngoài cái việc chăm sóc hàng ngày ạ, ngoài cái việc tưới nước thì khoảng 2-3 tháng một lần mọi người rắc cho em một ít cái phân vào đây. Phân tan chậm cũng được mà phân thông minh cũng được nhá. Hoặc đây này. Cho cái túi phân như thế này vào cũng được nhá. 2-3 tháng mọi người thay cho em một lần. Hàng này vẫn đang tiếp tục đi ngọn nhá. Đối với cái dòng thân thòng này khi mà mọi người chăm sóc tốt ạ thì cái chiều cao tối đa, chiều dài tối đa nó sẽ đạt khoảng tầm 1m đến 1m2 nhá. Hiện tại cây nó đang ở nhà em thì nó đạt khoảng tầm 50cm rồi ạ. Đây, khoảng tầm 50cm rồi nhá cả nhà nhá. Và hàng vẫn đang tiếp tục đi ngọn này. Hàng cực kỳ là đẹp luôn. Chuẩn đẹp nhá các bác nhá.
Đợt này em về số lượng cũng không nhiều đâu ạ. Đợt này em về được khoảng tầm 30 thân thôi. Hiện tại ở đây em đang có một số cái giò nhạn buôn đôn nhá, chuẩn giống buôn đôn này. Hàng này nó là cái hàng thuần năm thứ 3 tại vườn nhà em luôn nha các bác nhá. Một chậu như thế này em bán với giá là 280.000, siêu rẻ luôn nhá. Mặt hoa thực tế đấy ạ. Nhạn này thì hoa của nó cực kỳ là thơm rồi, bông tương đối to nha các bác nhá. Trung bình một chậu như thế này thì nó sẽ có khoảng tầm 4 đến 5 thân nhá, 4 đến 5 ngọn đấy ạ. Cái giống nhạn này này thì là nó chỉ được như thế này thôi mọi người nhá. Cây nó đều đều như thế này thôi này, nó không to hơn được nữa đâu ạ. Đây nhá, hàng cực kỳ là đẹp luôn này. Trung bình một chậu nó sẽ có khoảng tầm 4 đến 5 ngọn nha các bác nhá. Đây, đây mọi người nhìn rễ nhá. Đây này, rễ này này. Nó ra này, rất là chắc rồi nhá. Cái hàng này nó là cái hàng thuần rồi cho nên về các bác chỉ việc treo lên chơi thôi. Đây này. Chuẩn hàng buôn đôn nha các bác nhá. Em bảo hành luôn cho mọi người này. Chuẩn nhạn buôn đôn luôn nhá. Cái giống nhạn nó cực kỳ là quý đấy ạ. Nó là cái lá rừng, nó là cái hàng rừng, cho nên là cái lá của nó sẽ không được mướt mát 100% nhá cả nhà nhá. Đây hàng thực tế tại vườn nhà em này. Chỗ này em chỉ có khoảng tầm gần 20 giò đấy ạ, chứ không có nhiều nhá. 280.000 một giò. Đây, cực kỳ là đẹp luôn này, mọi người nhìn dễ này. Nó bám ra này. Cây cũng cực kỳ là khỏe nhá. Hàng 100% là lá xem này. Đây mặt hoa thực tế đây. Bảo hành nhạn buôn đôn cho các bác nhá. Hàng thuần rồi cho nên là về các bác cứ để nguyên này, các bác treo lên cho em này. Ngoài cái việc tưới nước hàng ngày, một tuần một lần B1 thì khoảng 2-3 tháng một lần mọi người rắc cho em một ít cái phân tan chậm hoặc là cái phân thông minh vào cái gốc đây nhá. Đây này, như nhà em đang rắc cái phân thông minh vào gốc cây này. Đó. Thạch hộc tía nhá các bác nhá. Một cái dòng lan được mệnh danh là thần dược đây. Ngoài cái giá trị chơi hoa ra thì bên cạnh đó nó còn là một cái bài thuốc. Nó rất là hữu ích nhá. Mặt hoa của thạch hộc tía này. Thạch hộc tía này em đang bán lẻ là 100.000 một chậu, và em ship từ 2 chậu đổ lên nha các bác nhá. Đây. Cái chậu này của nhà em trung bình một chậu nó sẽ có khoảng tầm trên 10 ngọn nhá, trên 10 ngọn này. Đây này, thân này. Tía đậm luôn nhá. Xanh non mơn mởn luôn này, 100% là thân hoa nhá. Cái dòng này nó cho hoa vào mùa thu và hoa của nó có cái vị ngọt đậm nhá, có vị ngọt đậm này. Đây mặt hoa zoom kỹ cho mọi người nhá. Cái này nó đặc biệt ở một chỗ là hoa của nó vào buổi sáng ấy ạ, thì cái mùi hoa của nó rất là rõ nét nhá, nhưng mà càng về chiều đổ về tối gần như là nó không có hương thơm. Rất là đẹp luôn này, màu sắc rất là bắt mắt nhá. Hoa này thì nó nở thành chùm. Cái thạch hồng tía này, cái thạch hộc tía này của nhà em nhá, nó là cái loại cây ưa nơi thoáng mát nhá. Có nghĩa là mọi người tránh ánh nắng trực tiếp giúp em, tránh ánh nắng trực tiếp giúp em nhé. Cái này về mọi người có thể sang chậu để bàn trà cũng được này, bàn làm việc cũng được, hoặc là mọi người treo ở ban công cũng được nhé. Đó, thạch hộc tía này, một bài thuốc cực kỳ là tốt cho xương cốt nhé. Hoặc là ở dân gian người ta còn dùng cái thạch hồng tía này để chữa ho nha các bác nhé, ngậm chữa ho đấy ạ. Cực kỳ đẹp luôn này.